Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã đồng hành cùng kênh của em nha. Và tất cả những anh em khách thủ đã ủng hộ máy bên em nha anh em. Cũng rất chân thành cảm ơn những anh em ha. Rồi tiếp theo những video trước ha, những con máy trước. Hôm nay em cũng vừa hoàn thành xong con máy 20D hộp nhựa ha, của anh Chiến ha, khách hàng ở An Giang nha anh em. Là mẫu máy 20D hộp nhựa ha, chuyên đánh tổng hợp lóc trê lương ha. Và đây là cái mặt trước của con máy nha nè. Đây là hai cọc này, là hai cọc dao vợt nha anh ha. Đỏ và đen ha. Còn công tắc ở giữa này là công tắc cho chế độ đánh ha. Một là yếu, hai là mạnh. À, anh thấy mức nào ưng ý anh để mức đó anh đi ha. Còn muốn ăn rô phi của lòng bật mình xuất mức 2 cho em nha. Tại vô phiên nó nặng điện hơn ha. Rồi máy bên em là có hội tụ đầy đủ tất cả các chức năng luôn nha nè. Là chống kẹp ngực, chống chẹp vợt ha, chống vợt cổ bắp đầy đủ cho anh em luôn ha. Con máy hộp nhựa ha, em thiết kế với hộp nhựa ha. Là cái dòng này là nó chống được nước mưa luôn nha nè. Anh em nên ly là mưa là ướt nó không vô máy được ha. Rồi đây em cho anh em xem tham khảo nội thất bên trong con máy nha. Rồi anh Chiến cũng xem nha anh Chiến. Đây là con máy của anh Chiến, khách hàng ở An Giang nha. Đây nha anh em, đây là cái nội thất bên trong con máy ha. Là dàn công suất đây nha. Mỗi bên là 10 con mượn D ha, D với 17 18 ha. Đây là biến áp công suất. Còn đây là quạt tản nhiệt ha. Nè, chung là mạch cầu kỳ máy em là làm bao trao chuốt anh em luôn ha. Nè. Nó phủ chống ẩm tất cả ha, cho máy có độ bền cao nha anh em. Đi theo máy có dây cò bóp dài mấy 7 mấy 8 ha, phù hợp cho anh em chuyên đánh bộ nha. Đây nha anh em, đây là bóp phím thủy tinh ha. Đây là cái kẹp kẹp đỏ cộng là kẹp đen trừ ha, em có làm do ký hiệu đây, đỏ cộng đen trừ. Rồi tiếp theo em xin test con máy ha, cho anh Chiến khách hàng ở An Giang nha. Anh em có ưu ái quan tâm kênh của mình á thì mình xin một like và một lượt đăng ký nha anh em. Anh em nhớ chia sẻ hộ em ha, để em có để kênh càng ngày nó càng lớn mạnh nha anh em. Rồi anh em là có quan tâm bên kênh mình á, muốn giao lưu máy mình ha, xin liên hệ cho mình một số điện thoại trên màn hình, em để trên màn hình nha anh em. Rồi trước tiên em xin thử chế độ chống ngược cực ha. Đây kẹp ngược á là kẹp lộn không sao nha anh bao anh em ha. Đã anh em ló kẹp lộn lỡ hư mình chịu trách nhiệm cho ha. Đây. Đây là kẹp ngược nha anh em nè. Kẹp ngược quạt không quay ha, bóp cò máy không hoạt động nha anh em. Ha. Giờ mình vỡ thuận lại là nó qua cái quạt gió nó quay và cái mình bóp cò máy nó hoạt động ha. Rồi đối với máy cơ ha, anh đi hai cây chĩa cho em hoặc là một cần một chĩa cũng được ha, một chĩa và một vợt á đều được ha. Còn đối với cái đường dây mà xuống vợt á, anh vui lòng hàng chắc chắn cho em nha anh Chiến ha. Đây ví dụ đây là cái vợt chúng ta ha, vợt hoặc là chĩa cũng vậy, chúng ta quấn tước dây cho dài cho em ha, dài khoảng lối ngoài khoảng 2 tấc dây điện nè, tước khoảng 2 tấc ha. Rồi anh em quấn chung quanh vợt ha, quấn nhiều là tốt ha, không có gì nha nè. Quấn xong rồi anh em hàng chắc chắn ha, mấy điểm tiếp xúc á cho nó đều lại ha, cho nên cái điểm tiếp xúc là giữa cái dây với cái vợt á, nó ăn dẫn điện nha cho tốt. Rồi cái hiệu quả máy đánh hiệu quả cao ha, có thu nhập cao cho anh em nha. Rồi đây em đã bắt đầu bóp cò bóp nha. Rồi em đây nha anh em ha. Rồi em cho mang tải bóng đèn nha. Nói chung là mang tải đây máy bên em là em bán là chất lượng thì bán hiệu quả ha, chứ không có bán mà bắn máy đánh lửa hoặc máy thử đèn nha nè.
Em thử đèn đây là tất nhiên là chỉ là mang đến chất là chỉ cho trong máy nó ngon, coi nó ra ra điện hay không thôi ha, và chập vợt, và mình thử đèn vẹt lửa cho chập vợt hay cho nó bảo đảm nó có dàn công suất nó chịu nổi hay không thôi ha. Chứ mình không có bán máy trình diễn, không có bán máy đánh lửa bóng đèn, thắp bóng đèn ha, mình sẽ bán máy đánh cá ha. Rồi anh em nào có mua máy thì đặt máy tranh thủ nha anh em, nói chung là cũng cận Tết ha. À, những đơn hàng mà cận Tết quá thì giao chậm trễ nha anh em có nói chung là anh em có quan tâm mua thì nếu mua mua sớm ha, trễ quá là có thể Tết hàng quá nó chậm trễ cho anh em đó nha. Còn những đơn hàng anh em đang đặt đã đặt bên em á, em cũng cố gắng tranh thủ làm sớm nhất có thể cho anh em ha, nhưng không có để chậm trễ làm gì nha anh em. Còn những anh em nào tính đặt và chuẩn bị đặt á nên đặt sớm ha, chung đặt bên em cũng được và những chung anh em mua đâu cũng được. Nào nói chung là em cũng thông tin vậy thôi, anh em đặt sớm thì nó tốt ha, tại vì nó không chậm trễ, nó trễ trễ chuyến xe mà cận Tết ra giao không kịp á, mà thích đâu mua đó thôi nên em không có ý kiến gì ha. Chỗ nào anh em thấy ưng ý uy tín thì anh em làm và hiệu quả thì anh em đặt ha. Nói chung là máy bên em thì nói chung là hiệu quả hay không, những anh em kết thủ là cũng phản hồi của em cũng rất nhiều ha, những hình ảnh những video trên trang của em và trên Zalo của em á, anh em có quan tâm thì tham khảo ha. Còn nói chung là em chỉ nói thật thôi chứ em không có biết nói dốc láo gì nha anh em. Nói chung là thường là thật thì nói chung nó cũng không hay mà cũng không hay, còn nói chung mà nhiều khi cái lời hay mà khiến không thật, em là người thật việc thật. Giờ đây em thử lửa ha, đó lửa xanh dần luôn nha anh em. Rồi ha, à, con máy đã hoạt động bình thường nha anh Chiến. Dạ, em sẵn sàng đóng gói và gửi đến anh Chiến nha, anh khách hàng ở An Giang nha. Đơn hàng là đơn hàng đầu tiên của anh Chiến nha. Rồi tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường nha anh. Dạ, em sẵn sàng đóng gói và gửi đến anh nha. Rồi chuẩn bị chiến thôi nha anh. Rồi anh em nào có yêu quý mình đó, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực mình phát triển kênh ha, và có động lực làm ra những con máy mà đạt chất lượng hiệu quả cho anh em nha. Trong video có gì sai sót thì cũng kính mong anh em vui lòng bỏ qua cho em nha. Rồi xin chào anh em nha, và xin hẹn gặp lại anh em sau những video tiếp theo nha anh em.